nhân duyên đó. Xin chào. Giờ quý sư ở về đây ở đâu? Người các thầy bây giờ đang định lên cái nhà hoang này, nó cho con này là hôm rồi nó đem nó đào hết thì nó lấy trộm hết thì ấy rồi. Thấy như vậy rồi nên đánh cửa nó trộm ra. Nó nghe cái nhà của ở trong chân núi đấy, núi Tỳ Đại đấy. Cái doanh nghiệp trước kia cho nhưng mà bảo là cho 3 năm thì nó lại bảo 1 năm thôi, nhớ để thì này cũng không đồng viên không đầu tư. Hôm nay lên sửa thì con ở đây mấy ngày hơn tuần đấy chứ. Nhưng mà con không ở nữa thì nó bảo giờ con sợ là đang ở này bán, mà bán thì thầy đi có gì đâu. Thế nhưng mà rồi là hôm nay nó đầy đủ hết rồi đấy, cánh cửa nó phá hết rồi. Các thứ này bác thầy bây giờ bảo thôi tối lên đấy này ở đấy thì thầy nên nằm rừng nó quen rồi. Thì cũng không muốn ở phòng ở phía gì cả. Thầy chỉ cái nhờ quen của à? Nhờ mà đâu tắm tí rồi nè, thôi. Cái địa nhà hoang. Rừng núi. Đi với ông Minh Đạo à, đi với ấy mà cùng huynh đệ với Minh Thuệ mà. Đến 4 năm 5 năm trước về đây với con rồi. Có con hai cầu đà nhà ngoài trời sống gốc cây gò mã nhà hoang cái địa đống rơm tròi lá khô rừng. Mấy hai chú đây nè, một chú là Trang, một chú là mình làm được, cũng muốn làm được đấy, muốn đi theo học đơn giản không cái đâu. Tôi hồi trước á nói thật với là năm hồi mà 60 năm 1960 á tôi cũng hạnh hạnh nhưng mà tôi đi bắt khách thật á. Hai đấy là ta xứng đáng cái mình thiết pháp cũng vui. Cứ hạnh ra được hình như 2 năm á. Cái nó bệnh. Không hành nổi nữa. Tôi cũng có đi cái hạnh á. Dạ thưa cụ cũng hãy con người đi hành thất thực thì đang từng nhà một. Nhà này không cho nhà kia, thiên giáo cao đài mà hảo hồi giáo thì con sơn giáo hết. Nhằm chúng sanh nào cũng như chúng sanh nào con xin hết. Dễ duyên mà. Có ngại là chúng sinh nào hết. Thưa cụ mình hành cái đó là tứ y pháp cũng như là mình hành cái đời sống khất thực ba y một bát để gieo duyên chúng sanh. Hành cái đó phải đại hà phải chiến thắng mới được đấy. Chiến thắng cái bản ngã của. Con đi là người ta đòi đánh đòi lém đất ném đá này, đòi chửi bới mặt sát mạng lịnh đủ thứ kiểu hết. Trời con chó thật kìa. Quen rồi. Ừ. Cái ra. Thân quen nó cái ra. Ra. Người thân là nó vậy. Thật cử. Xong rồi kia là người sáng lên. Đi ra một kia. Ra. Chú đi. Chú đi. Người đi nó đèn thế này. Mình nè. Đúng rồi đấy. Bây giờ sư ông ở đây là phải giải quyết đấy. Nói sư ông quý là phải giải quyết được cái chân. Phải đi chứ không là đúng rồi. Cứ đi ra ngoài sân rồi đi. Chết quá rồi. Bây giờ phải tập đi bằng được. Không là cứ ngồi là đi cổ bây giờ cụ bám lên cái gì cổ đi cổ nhắc cái chân này phải khỏe mạnh bình thường. Mạnh lên. Cứ nhắc mày bước ra. Cứ nhắc sợ hãi bước ra. Nhắc nhắc đi phải vững chắc từng bước. Con hôm trước leo núi cái này khớp đi. 1 đến 10 thôi đâu cổ đều. Con lên bây giờ nó ngon vậy. Đó cổ đã thích rồi. Rồi cổ lên cổ ngồi cổ hút chân này. Cổ duỗi ra cổ hút chân như thầy thông lạc. Ông giảng là ông mà hút chân như này. Tâm bất động thanh thản là có sự mạch máu lưu thông bình thường, cái chân khỏe mạnh lại bình thường. Mình vô tâm bất động thanh thản là có sự là bất động. Đó mình thiền định nhé, đấy là thầy thông lạc giảng như Đức Phật cũng giảng ở trong kinh nhé. Là để chiến thắng mọi bệnh nhé. Tôi cũng gặp cái thầy thông lạc thường ấy. Dạ. Quý lắm. Hôm tuần sau đợt đó thì cụ có vào tu cùng chỗ thầy thông lạc không? Tôi không tu nhưng mà tôi thích cái pháp đạo. Không hẳn. Đấy gặp nhau rồi mà. Ông chết tôi, ông chết tôi cũng đến nha, ông tật tôi cũng đến. Vậy nên có nhân duyên con mới gặp lại được chứ không có là sao nhân duyên được. Có thầy cũng là tôi theo pháp thầy Trung Lạc mới gặp được hòa thượng. Nó nhân duyên kéo nhằng nhịt cho nhau vậy. Chứ làm sao hòa thượng ở đây mà mình biết đến đây đâu. Trong đó bên thầy là bên pháp sĩ. Vậy thưa cụ à, bây giờ cuộc sống của nghị lực cuộc sống rồi đệ tử của tự nhiên nó mới sống cái giới luật á, ước nguyện nó tự nó về nó phục vụ cho cụ và nó hoạt động nó giúp đỡ cụ. Tại vì mình bây giờ mình cứ tin vào Đức Phật, với Đức Phật mình sống giới luật, ước nguyện với Đức Phật dạy rồi. Sau khi Đức Phật dập diệt mọi thứ đều muốn ước nguyện một cái điều gì thành tựu việc này thật muốn tạo ý một điều gì thì phải thành tựu giới luật viên mãn thì cụ sống với giới luật như vậy. Cái chân cụ tự nhiên nó đi lại bình thường giống như cái bà kia, bà vô tình bà cũng sống theo giới của chân lý của Phật đi. Bà cái trong lạc quan yêu đời thì cái cổ họng của bà tự nhiên nó hết bệnh. Mà không còn ung thư.
thưa nữa. Rồi cái người ta có nghị lực trong những, có những người là không có chân có tay rồi, có những người không có mắt, có những người không có cái tai họ bị biết hoặc là họ còn khó nghe hơn. Thế mà họ dùng những cái nghị lực quả sống, những cái cậu lịch ở trên trang mạng là cậu lại không có chân tay, mà có người không à, chân thì ngắn một xíu là không có, thế mà vẫn bơi rồi rèn luyện một cái sự phi thường cho cả thế giới ngưỡng mộ. Họ rất là nghị lực, còn mình đầy đủ chân tay, đầy đủ sáu căn hoạt động như vậy, tại sao mình không rèn luyện như họ? Họ không còn không có chân có tay mà họ còn rèn luyện được, tật có tật nhưng mà là không bị kinh nghiệm tăng, nghị lực của họ không bị tăng, không phải thế. Giờ xưa ông bốn năm nay không đi rồi, ngồi xe lăn rồi, xe lăn điện, do đó bây giờ xưa ông bước đi nó ngại, người nó đau, quan trọng là đau. Bây giờ ông cứ đi ít một đâu có nhắc nó, chắc ý mày bây giờ mày mới có 87 tuổi thì mà đã khụm nụm vậy. Thưa ông, con xin phép ngăn lời thầy đấy. Thưa ông, sư cụ, bây giờ cụ ăn ngày mấy bữa? Ăn ngày có một chả à, một cửa. Còn xuống mai rồi mà ăn xa xa chút. À thế không được. Ăn cơm. Bây giờ thưa cụ, cụ nghiêm trì giới luật hơn nước quan nữa, cho Đức Phật pháp của thầy không làm đấy. Thế bây giờ cụ ăn buổi trưa là cụ ăn rau củ quả đầy đủ, tươi sống đầy đủ cái gì đó. Rồi ban sáng cụ chỉ uống nước nặc thôi, ban chiều cụ chỉ uống nước nặc thôi, giúp con. Cái việc này cụ phải chống nghiêm chỉ thế. Đúng là tôi cũng biết cái dạ. Nhưng mà về tiểu đường ấy bây giờ thưa, nó rất xáo trọng con cái lục đó. Nhưng mà cụ không sợ chết, vì có cái ông kêu giai đoạn tiểu đường, giai đoạn bốn mà ông này ông ấy vào tu viện, ông nhờ cái lực đó xa xa theo là ông giai đoạn bốn mà ông không chết. À, ông không chết mà ông cứ giữ gì ăn ngày bữa, giờ sáng mà uống nước lọc, chiều uống nước lọc, chết của ông không vậy. Nhưng mà nó đã không chết, nó chuyển đổi qua một cái hóa giải trong giai đoạn khác, một cái cơ thể mình khi mà mình hoạt động một cái gì đó nó tự tiết sinh ra hệ kháng gì đó nó tự cân bằng lại, làm lại những vết thương trong cơ thể, nó tự hóa giải, nó tự điều chỉnh để cho cơ thể mình được phù hợp, bởi vì cơ thể của mình nó có một cái gì đó đó nó khiến cho cái tâm mình, nó khiến cho cái thân mình nó điều chỉnh theo cái hệ thống tuần hoàn, nó rất là vi diệu. Thưa cụ, nhà khoa học của người Pháp họ nói trong cơ thể con người có sản sinh ra 5.000 chất enzyme tự chữa lành vết thương và tự chữa lành hóa giải các độc tố. Khi chúng ta tích cực lạc quan nhiều đời hàng ngày, ra sáng tận ngắm bình minh, sáng tận ngắm chim hót, hay là quét sân quét nhà, hay là hoạt động cái gì đó lạc quan yêu đời, nói chuyện với mọi người, cởi mở tâm hồn, đó là cái tâm hồn mình sáng ra, thả cái tiêu cực ra, đó mình đang thiền ở trên thân thiền, khẩu thiền và ý thiền. Thiền ở trong đạo Phật, Đức Phật dạy là tất cả hoạt động trên tất cả những vai hữu thiền. Đức Phật dạy với Đức Trưởng Lão cũng dạy thiền ở trong đó, thì con cũng học phần đó, thì con cũng xin chia sẻ nhân duyên này. Với đâu cụ có nhân duyên đó, cụ hoạt động mạnh với đó, nhiều khi cụ đã có cái đó rồi, kết hợp với cụ đã được sự xích tấn, được sự khích lệ, cũng được sự mà cùng với chúng con, cùng cái lực đó là cùng cụ là hướng cái từ trường mạng nhân thể cùng nhau vượt qua những khó khăn, tuy già không già, tuy trẻ mà lại không phải trẻ, cụ hiểu không ạ? Mình vượt qua được hết tất cả mọi cái nhân duyên đó để mình tự nhiên đánh chiến thắng tất cả những bệnh tật gian khó vào trong cơ thể của mình trở thành một cái người rất là vĩ đại. Nó phải vượt qua hết, thưa cụ, cụ cố gắng cũng vượt qua, nhưng mà cụ hôm nay mà cụ vượt qua cụ giữ dưới mà ăn uống như vậy rồi đồ đạc cụ sống cực kỳ đơn giản. Nhiều khi cụ làm một cách đơn giản để cho cụ làm tấm lẹn tấm gì đó nó vừa phải bình thường, cũng có cầu kỳ dường dài rồi ăn cụ bắt mùng bắt cái đồ chụp của mình cũng đơn giản thôi, quần y áo của mình cũng thật sống đơn giản, nó không cầu người dầm dà, những cái thứ rác cũng rửa nó quanh mình, nó nhìn cho mình bề bộ cho mình, cái tâm nó không phóng hóa, nó đầy đủ những cái đồ đạc này nó làm cho thành một sư lúc trẻ, chả hết cái 60 này, chưa nói, nó đầy đủ hết cái trong cái tâm của mình tự nhiên đấy, như con vào trong phòng mà con lập thất nha, tất cả những đồ đạc như này con quét hết, con chỉ một mình con vào như nào thì ra đủ hết như thế, không có một cái gì mà là quý con đã sống lần đầu sống bay một bát rồi. Thế con vào đâu cũng chỉ nguyên đó, ra cũng nguyên như vậy, không có thêm đến một cái gì hết đó. Con sống nghĩa địa, sống nhà hoang, sống mọi thứ là con không thêm không đến cái gì, vào cái gì này ra cũng nguyên như vậy, không buông bỏ ai, không buông bỏ hết. Cái tâm mình không, nó không phán, không phòng tâm được quả, không có đâu là phải vậy, không có bị cái gì chi phối, còn không có nước, không có sữa, không có gì hết, đi xin ăn ấy, đi chứa thì chỉ có chứa nước lọc, nước trắng là không có kích dục, còn nước chè, nước cháo, nước trà, nước này, nước kia nó còn có kích dục. Còn con không có một cái gì hết á, tư tưởng mình không bám vào chất, mình bám chất mình lại thuộc, mình bị chi phối, mình bị bệnh nhỏ, bệnh thèm khát nó, mà mình bị không bị bệnh thèm khát nó thì tâm tư tưởng mình ở trong cái thân tâm của mình nó sinh hệ thống miễn dịch và nó không bị chi phối bởi những cái ba cái chất này, nước này nước kia nó kích ứng trong cơ thể mình này, khi nó kích ứng trong cơ thể thì cái hệ thống tuần hoàn là tiết kháng sinh nó không làm việc,
nó không làm việc thì nó bắt buộc phải nâng, nó gương để cho mình đưa cái thước, cái kia vào, đưa cái thước kia vào, nó bịt đo, bịt vào thì các hệ thống dinh dưỡng của mình nó lại sinh ra chất phù thủng hay sinh ra những cái biếu phù để nó đẩy cái độc tố để đẩy cái chất dư ra, nó phải tạo ra bệnh ung thư, nó phải tạo ra những cái ô biếu để nó đẩy cái dưỡng chất đó ra về mình, mình còn quá nhiều, nó tải không hết cho phải tạo cái bệnh đó. Tôi nghĩ là chắc cái ung thư là cũng do nơi mình nha. Đúng rồi, ăn uống họ tổng cộng nhập bệnh tổng cộng nhập ạ. Ăn uống nhiều thì bệnh nhiều, ăn uống ít thì bệnh ít. Thế này trưởng lão thông nam hãng giảng này, nếu mà ăn uống nhiều thì sinh giảm bệnh chết nhanh, nhưng mà ăn ngày bữa mình, bởi vì sao, những cái gì Đức Phật nói là những gì là sanh là già là bệnh là chết, còn con cái tài sản của cái tài sản vật chất là sinh là già là bệnh là chết, là tham sân si và vô, tất cả những cái gì mình dính mắc đều là số mang theo tham sân si bệnh chết, sanh già bệnh chết, những cái gì mang theo sanh già bệnh chết thì mất hết. Sống một mình đơn độc thì nó lại mạnh đi, còn sống mà bị lệ thuộc đó lại tâm yếu, mà tâm yếu thì nó bám vào vật chất, bám vào vật chất chất nó không định như thân, rồi mà có thiền kiểu gì cho nó được bám được vật chất. Bây giờ mình không cần có cái gì hết, thiền của Phật là chỉ vứt hết nó thành thiền, không có buông xả sạch hết, không có một cái gì hết là nó ở trên thân của mình hết đó. Nên thưa cụ, bây giờ cụ vứt hết sạch đi, cụ không có lương bằng một cái gì khác, tự nhiên trong cái cơ thể của mình nó tự chất ra cắn thì bây giờ mình chẳng có cái gì đâu, nó phải ở trên thân nó, mới nó có cái gì là bám vào, nó nhảy ra ngoài nó bám, còn nó không có gì nó phải bám vào thân nó thôi. Nói thưa cụ, nên có một cái câu chuyện nữa là thưa cụ, là có một cái ông tướng quân này, ông ấy đánh giặc mà ông trốn chạy đến cái hòn đảo đó, quân địch đuổi nơi rồi, ông Tào Tháo nào đó thì ông ấy nghĩ cách không còn cách nào, bây giờ mình ở lại đây họ đến thì mình cũng chết thôi, tất cả xả thuyền hết đi, không có lo mà chạy nữa. Bắt đầu ông này mới nói cái quân chuẩn bị đánh, chuẩn bị phòng hộ các thứ là giao kiếm giáo mác, rồi chuẩn bị đánh quân là thuyền nhất ông cho xả sạch hết, không có lỗ nào thoát, chỉ có đánh thôi. Nếu đánh thì cuối cùng đội kia đến là họ chỉ đánh họ thắng, rồi nó đánh thôi, không có nó chạy. Bây giờ mình có cửa để chạy này, ví dụ của cái tài sản ăn uống này kia có cửa chạy thoát ra đó, thế mình không có cửa, bắt đầu nó phải vào một thân là đánh ở trong nhau, trong thân thì chống nhau với nội tâm của mình, nó chiến đấu với nội tâm. Còn nếu mình bây giờ mình có của cái tài sản thì nó bán đấy, nó không chiến đấu, nó có thiệt nhiều gì nó không bán ra ngoài à, nó không có ở trong thân của nó được, thế là nó bị cái chi phối và cái vật chất, nó tinh thần như Đức Phật nói. Đức Phật nói là con người bị dính mắc bởi của cái vật chất, nó sanh ra chết, tu bi sầu khổ, vật chất quá nhiều, con đường tu không được vật chất quá nhiều thì nó bị trùng, mà vật chất quá ít thiết thực cái thành là căng. Nếu làm sao nó vừa đủ là tiêu tinh thần trong đạo thì là con người này vừa là giải thoát, còn nhiều quá thì không được, mà ít quá thì không xong, làm sao vừa đủ. Thì đó là cụ mời con thiền đúng cách theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái nhân duyên đó thì mình không thiền mà lại thiền, còn thiền thì lại không thiền, không thiền ở chỗ nó xả. Làm sao mình sáng là cụ hoặc là cụ chỉ có uống nước ngọc, chưa còn làm thịt cháo mà đi hành ấy, nhưng mà cái cơ bắp của chị khi mà cụ không đưa dưỡng chất vào, không đưa ba cái thứ ô nhiễm và hóa chất này vào, cái cơ thể cụ nó tự làm sạch. Còn nên, cụ 90-80 lấy mỡ là nó lùi, lấy mỡ bụng ra lùi, tại sao có ăn một bữa lấy mỡ là lùi. Dạ. Còn tôi cũng bự, cũng thấy là mà cũng ăn rồi mà ngồi nhiều, ngồi thì cụ có thấy có những người họ không biết ăn đi, cụ có thấy có những người nhịn ăn không? Có những người tập nhịn ăn không ăn á, họ nhìn họ tuyệt thực á. Có những người tại sao? Vì khi tuyệt thực nó móng chân móng tay nó ra ít lại, nó ngắn lại để nó nuôi cơ thể, rồi tóc cũng ra chậm lại nó nuôi cơ thể, rồi mỡ nó cũng lấy mỡ nó nuôi cơ thể, nó lấy hết những cái độc tố ở trong cơ thể nó nuôi cơ thể, nó tận dụng hết. Đó là bây giờ cụ ăn hai bữa, ăn một bữa thì những hai bữa kia cụ cũng ăn thì nó giúp hết dưỡng chất để nó đủ nuôi cơ thể cho một ngày, đó là tuyệt đối vừa đủ. Mà cụ bây giờ cụ nước nọc thì cơ thể của cụ nó tuần hoàn, nó thanh tịnh dần và nó cái chân mình co ra co lại rất là dễ dàng. Còn nếu như mình ăn nhiều quá, dưỡng chất nhiều quá, nó bệnh tật và nó đu gây trở khổ, những cái sức mà cảm thọ mà chịu đựng á, là mình chịu đựng được thì cái thằng này nó từ cái tư tưởng thiện nó chịu đựng được, cái thằng này chịu đựng. Nhưng bây giờ mình cho con ngồi như thế này, con có thể ngồi đến sáng mai, con ngồi đến cũng con ngồi sáng mai được. À, con ngồi mấy hai chục tiếng được. Đó, ngồi như thầy như vậy, mình chẳng ngồi hết thì con cũng ngồi hết đâu, ngồi từ trưa hôm nay đến trưa ngày mai, đến tận sáng ngày mai là con ngồi được. Đó, nhưng mà cái thức chịu đựng, cái thiện pháp nó đánh chịu cho cái thằng này, thằng cái dạng này. Đó, khi mà mình ngồi như vậy mình chiến thắng được cảm thọ, mà cảm thọ đó là nó vô thường, nó lúc có lúc không, bởi vậy nó mình mới nào chủ nó, mà nó thả thọ lúc nào lúc đánh mình nó mới thường thắng như vậy là sao mình chiến thắng nổi. Lúc nào nó cũng có lúc không, do vậy thưa cụ là mình ăn uống mọi thứ mà mình làm chủ được, mình ăn một bữa rồi cái thứ kia mà đưa đến tao bây giờ này là không phải giờ ăn quán thực phẩm bất định, mày đi vào rồi cũng rồi ra bất định, mày đào thải hay là bài tiết ra những cái thứ mà độc tố làm cho tao khổ. Đấy, cụ bệnh này cụ sang xem hai sư cô đấy. Yeah. Sáng
6 tháng rồi, mà 3 tháng người ta đã lẩy được bệnh, không chống bệnh thì chỉ khắc tật được. Thái độ thế mọi việc không? Đấy là đó đấy, tháng trước là, mấy tháng trước là, 2 tháng trước là sư phó Quý về chỗ hai chị cô đấy, mà khỏi mười mấy bệnh đấy, mà nãy cũng đến thăm này cũng mừng lắm. Em cô bảo chỉ có giấy mật chứ không ăn nhiều nữa. Hai là con chúng con uống thuốc, uống men. Nhưng bây giờ con không có lợi nữa thì giờ chúng con đi khất thực suốt rồi. Đấy mà chứ không cũng biết rồi, các cô sang đi thăm rồi. Và bây giờ chỉ có một là giấy mật. Giấy mật thứ hai là con cũng nói này, con xong với sư ông này và sư Quý này. Nên hai em chó này là sư ông bảo xả nó đi vì chúng nó chưa liên hệ được người nuôi à. Cái này nó thuộc về kinh Phẩm Mẫu đấy. Đấy sư đọc kinh Nguyên Thủy rồi. Cái kinh Thánh Cầu của nên là sai nhầm mình chết này. Thì của cái tài sản lớn tài sản nhỏ, trâu bò heo dê gà vịt chó là thứ sanh già phải chết. Đúng không? Cụ bị bệnh hay này kia nó cũng có liên hệ đến nó. Nó làm cho cụ ưu vi sầu khổ, càng nhiều là ưu vi sầu khổ nó chồng chất, nó tiết ra cái chất tiêu cực, mà chất tiêu cực là axit ăn mòn nó ăn cơ thể, mà cơ thể ăn càng nhiều thì cơ thể mình hoại càng nhanh và các tế bào của mình nó càng nhanh ra và nó càng chết đi, và chết đi thì cơ thể nó làm cho mình tai biến hoặc làm cho mình nhiệt, cái đó là những cái gì nó những cái gì khiến cho mình phiền não nhiều thì mình sẽ sinh ra độc tố nhiều, mà độc tố nhiều thì nó làm cái gì đây, nhiều thứ đi, mỗi thứ một tí, mỗi thứ một tí chút mà. Thì Đức Phật mới nói nó gom hết lại là của cả tài sản trâu bò heo dê gà vịt tôm cá vợ con mọi thứ tài sản lớn tài sản nhỏ thì nó đều là sự thứ sanh nhạt mình chết. Thế bây giờ mình vứt hết sạch đi bởi vào Phật giống như một cái thuyền á, bây giờ thuyền nó đang chở đầy như vậy làm sao đi nhanh được, mình phải bốc hết hàng đi, vứt hết hàng đi thì thuyền đi không được. Đó, thuyền không thì đi mau, còn thuyền nó chở đầy hết thì làm sao mà đi, mà thuyền kiểu gì chăng nữa nó cũng không đi nữa, cứ đò đầy làm sao mà nó đi được. Là mình còn chưa nuôi được mình, bây giờ mình phải chăm sóc cho ba chó là vất vả lắm mà nó không đủ hạnh thì thầy cứ xả hai chó. Mà hôm bữa trước con thấy con ở Vũng Tàu, con năm 21 là con ở bên chỗ thầy Bảo Nguyên bên kia, con bên chỗ cô gì gần đấy, con tu tập đó con thấy độc cư đấy được mấy hai con rùa, gặp hai con rùa có bằng trên người mà không biết hay là các vị sư nào bị nuôi rùa trong hóa sanh thành thì đẹp tên người hay con rùa á. Con rùa mà có cái lòng ngửa bụng nên có bàn chân người. Dạ. Có bàn chân người ở dưới bụng con rùa nó lên thăm con. Con lúc đó con đang đầu cư nhập thất ở dưới đó. Đi khất thực phải đó ở đó đầu cư. Rồi bắt đầu nó hai con nó có con thì nó vòng hoa văn dân tộc với vòng hoa văn cổ đại của bên châu Âu. Cái biểu tượng của sư tử. Đó, nó lên nó thăm. Bây giờ nó còn không? Con biết nhưng mà nó ở bên đó, bên núi Dinh. Ở rừng ấy. Ở rừng ấy. Con bắt con xem mà bụng nó có cái rồi mà lúc con tôi tạo hình nhập ở đối xã nên cũng có một con rùa đến thăm con. con rùa đến thăm con đến con ở đâu là có hai con rùa lắm đến thăm. Đầu năm rồi con rùa vào ngõ này con cũng xin nó nên bảo thôi đi rừng vào ấy nó bắt đấy. Nhưng mà đây tôi bây giờ rùa thì vào đây là khó cho sư. Sư đây đi xin ăn ngày bữa xuống núi này cậu biết rồi, bây giờ đến đây là họ bắt họ nuôi. Cái con sư nó không bằng ngón tay. Mấy con chó này tôi không có nuôi nhưng mà ở đâu nó lại. Thấy tội lắm. Thấy ở lại mà bữa hôm đó tôi đi cái xe lăn á mà nó té tôi cái bắt đầu nó quỳ xuống nó kêu ta thấy nó không lại dựng lên đấy, người ta lại nó cứu đấy, trong mạng nó có cái trường hợp như vậy mà đúng là nhân duyên hết đấy. Nhưng bây giờ cho nó ăn đi xong rồi là bảo giờ tôi có nuôi làm chi sao tôi bây giờ bỏ nhờ người ta nuôi tác ý nhờ 8 tuổi vậy mà tôi cũng có nuôi. Tu 8 tuổi về năm nay 79 hạ rồi. Nay bán gì? 87 cơ mà. Năm nay 87 mà nuôi đi tu từ 8 tuổi. Mà có nhân quả cũng nó ăn thua mình tu á. Chứ còn tu lâu tu mau không tắm. Vâng. Nó bây giờ là cố gắng là xương một là ăn uống nó khép lại. Hai là xả hai em chua chó cho người khác ta nuôi nhân duyên của nó mà. Cô ạ. Bây giờ tài sản căn cứ theo giới của Phật. Giới như người mắt sáng tránh khỏi lối hiểm nghèo, người có trí trong đời dùng giới xa pháp, đó là Đức Phật dạy. Trong cái đấy là con cũng bạch với cụ là như vậy, là Đức Phật chỉ vậy, chỉ chúng ta tu hành như vậy là con cũng đấy để con bạch với cụ là như vậy. Là mình cố gắng vượt qua cái đó thì Đức Phật ai nói sống ai sống trong giới luật an chỗ không phóng dật đoạn tận cùng sống chết sẽ đớn rất khổ đau. Con làm được, con vượt qua được cái bệnh đó nên là con cũng đến con trước bệnh ở Nga thì về Việt Nam tu đấy chứ không có hiểu bị rồi ở Nga lâu không sẽ con ở Nga hơn năm của hơn năm mà con cưới nhà con về Việt Nam đã có huynh đệ có mình bây giờ chưa tu
Bây giờ con chưa có tu của con cư sĩ ấy, con bị bệnh, bị bệnh. Con bị bệnh, con về nếu con gặp môi trường con tu và con hết bệnh, con mới khỏi bệnh, con mới thoát chết. Dạ, sẽ khổ bệnh rồi hả? Con hết bệnh, dỡ bệnh rồi. Anh chờ con đi khắp thần kìa. Vâng. Thì con lại sống, con đấy con cứ chưa. Thì sẽ lâu chứ, được mặc được bao nhiêu? Con cũng được 4-5 năm rồi chứ. 5 năm rồi? Dạ, con năm 2018-19 con đã giang đi khắp thần kìa. 6 năm rồi chứ. Đó. Đời sống của cụ bây giờ con nghĩ là bây giờ mình không có gì, mình đời sống khất thực thì mình xin ăn như vậy mình sữa trước là sữa ông ăn hết vào cái sữa này, toàn sữa ấy, không phải sữa bò đâu. Sữa này là sữa ăn sữa bò ấy đây, toàn sữa. Cái sữa này tôi đem về cho cháu ăn á. À tôi mua cho nó á. À vậy thôi tới mười mấy lâu à. À vậy bảo sao nó quý mến thầy suốt vậy. Con tưởng nó là của Phật tử nó cũng dường là sẽ bây giờ thưa cụ, bây giờ cụ giao cho những người Phật tử họ nuôi chó cho cụ. Sau đó cụ có thời gian cụ tu hành tập đi cụ, tập đi tập đi cụ, tập tôi cho ba, tôi cho hai chỗ ba chỗ rồi mà nó ở như Mỹ Sơn mà nó chạy vậy đấy. Cứ nói mấy chú bên nhân hạnh thì chú mang thuốc sang cơm cho thầy, bảo chú là đi chú Bà Rịa là cho nó về rồi. Nó bắt lên xe đi được. Bây giờ xã mình phải xã giới luật mà. Nó thường là kênh thầm võng mà không nhận luật nuôi con nuôi. Mình không đi đấy nhưng mà nó mang đến mình chỉ cho nó ăn thôi và mời nó đi luôn. Là vì thuộc giới luật. Dù là kiếp trước có là người thân của mình nữa nhưng mà giới luật. Thôi phải nói nó như vậy để nói thật tưởng thì nó mới được. Chưa cứ buông dần. Dạ, cô à, sợ mày khi mình đột tử cái này mình tái sanh nó. Thì ta tranh nó luôn. Mình tái sanh nó luôn. Bây giờ mình thương ái một cái gì đó mình tái sanh, nhưng cũng có nghĩ cái vị thiền sư nào mà họ trồng những bụi mía không? Họ tái sanh cho có sâu mía đó. Mà không có cầu mê cao câu chuyện đó không? Cho nên là mình hết sức, tuy rằng mình tu hành như vậy mà chỉ có một cái niệm mà nó thất niệm một cái nó sang một cái niệm khác. Một niệm khác nó đánh cho mình bật lên một cái cảm thọ mà mình phải chịu gánh chịu trong nhân quả. Tôi làm biết bao nhiêu đời kiếp này mình không thể nào mà thành tựu được. Rất là nguy hiểm. Bây giờ con mới gặp cụ như vậy, con thấy cụ như vậy có rất là có cái phước báo, tạo biết bao nhiêu chuyện triển như vậy là quá phước báo, dính mắc vào đâu. Bây giờ có mỗi là cụ bây giờ có ngay cả mình ở đây là cũng giao hết rồi, bây giờ mình lại ở một mình, không có ai nuôi cho mình được nữa. Sư biết không, các là bốn cái chùa mà giao cho ta hết à? Tôi không có nhận cũng cái chùa này thì giao cho ông thầy Ngô này. Thầy Ngô là núi Dinh, Ngô núi Dinh, thầy núi Dinh nha. Và ông hứa đi quật bảy tấm hòa thượng nha. À tôi nữa mới là ông chẳng thể chăm sóc tôi, nghĩa là từ A đến Z. Cũng có tấm lòng từ bi nhưng mà rốt cuộc rồi ông không có ai gì hết. Thành mà tôi nghĩ là kẻ nhân quả làm gì làm. Cô vẫn hoan hỷ bình thường. Tôi hả? Vẫn hoan hỷ bình thường. Cô vẫn không có may đâu này, may cho sư này với nhị thần này. Hả? Không có người nào bên cạnh cái này hết ái. Nếu như người tu hành mà có đệ tử này là cũng không được. Không được. Ốm mà mình vẫn nên được thế là tốt. Vô tình. Đấy. Vô tình thôi, lại là làm cho cụ không có dính bái hết. Không ái gì, thấy rõ ràng bây giờ được ở một mình, sống một mình như con tê như một chừng. Nhưng mà vì giờ mình bệnh thì mình phải chấp nhận xem lại cái giới luật của mình này. Chỉ cần lấy 10 giới xem mình thế nào đó thì đảm bảo là mình sạch bệnh này. Vì con đã phục vụ ở bệnh viện rồi, phục vụ ở phòng đông y rồi. Những cái trường hợp như của sư ông là phục hồi đi, cứ đun xe đẩy đi. Người ta liệt chân liệt đây mà não ra đây, chưa có não đâu. Đây chẳng qua là cái chân tay nó vậy. Bây giờ mình yếu rồi thì bây giờ mình đi, mình cố gắng mình tập lại đi, nó tự nhiên là đôi chân nó khỏe ra. Khỏe ra thì mình không còn ở mình nó sướng, lúc chết là nó chết luôn, không cần phải ai cả. Chứ còn đệ tử thì nó về nên mình xuống là mình vẫn còn có chỗ dựa. Còn đây mình không có chỗ dựa gì. Chứ ông tuy vậy nhưng mà có thấy là vẫn có phước là vì cái này này. Liệt nhưng mà chưa liệt đó. Nó chưa liệt. Cái này con phục hồi được, nếu mà con đúng là con nó nhiều việc chứ con không có ở với sư ông để con phục hồi cho sư ông. Cứ sư ông à, đi ra đi bộ đi, xe để đưa xe cho sư ông, có xe mà cái xe run đấy, cứ run lại xong rồi đi bên cạnh ông kéo là ông đi, cứ mỗi ngày một lần mày này này. Nhưng mà sư ông này không có phước đấy. Tôi trước cũng có chiếc xe mua 900 triệu chứ. Mà thấy thôi tôi để lại cho ta, cho nhưng mà thật lớn mà ở nằm trong 10 người của nhân vật thứ 10 của bên khất sĩ Minh Đăng Quang này. Vâng. Nhân vật thứ 10. Rồi. Sư ông là Giác Huyền phải không? Ừ. Đấy. Giác Huyền đấy. Thế
xã Huyền, xã Môn, xã Huyền. Bây giờ cái gì đi đi. Cái ảnh trong này là chụp mấy chục năm rồi cụ ạ. Cái hình của cụ này chụp mấy chục năm rồi. Cái này chắc thời gian sáu mấy. Ba bốn chục năm trước rồi. Chắc vậy mà. Hơn đấy. Này mà vậy mà sống trèo vậy. Đấy là hồi xưa ông ngã là mà nó cái mắt này. Thế là nó mắt của mình này mà. Ngã là bị mắt. Trước chưa ông này con thấy khả năng là rất nhiều bệnh nhân rồi con đi qua tiếp xúc nhưng mà xưa ông là phục hồi được hết. Là vì cái phước của xưa ông là phục hồi được. Nhưng mà phải có người bên cạnh hoặc là xưa ông phải quyết tâm. Trong này cũng đi chứ đừng có ngồi. Trong này cũng vậy, ra ngoài giờ tối là nghỉ thôi. Đi trên đất không được đi dép. Xong đi mà các cái hành lang cái chân của xưa ông rất đấy là cái hồi này. Xong nó cứ run cái xe đàn ấy, cứ run đằng sau đi thôi. Thế là xưa ông cứ đi thôi, không còn ngồi xe điện nữa. Nó lười. Và thứ hai là những cái máy rung máy riếc là bàn chân bàn tay này cô xưa ông dù hết. Mới đây là bên từ thiện nó có sang nó đóng đắm bóp cho xưa ông không? Khó. À vâng. Tôi cũng nhờ bên nó này. Dạ. Con cũng nhân nguyên này con cứ xin bên đấy. Nhân nguyên là biết sư cô ông này. Nhưng mà cũng là nó là nhân duyên mình phải hiểu nhân quả. Sư ông tôn trọng thông lạc bao nhiêu thì cái từ trường thông lạc con là đệ tử ông thông lạc thì con mới có cái cơ hội đến được gặp sư ông. Mà xưa ông này còn là bố thí còn cái bát to này nữa. Nó là nhân quả đấy cả đấy. Nhưng người bậc chân tu thì có bậc chân tu đến thăm mình. Đấy. Mình không kính trọng bậc chân tu thì bậc chân tu không có đến thăm mình. Vậy sao con bảo thì này chứ lại mời đi bên cái chỗ mình cứ thật ấy. Sang chăm lấy cơm hoặc ngày hoặc nấu cơm ăn xong. Xong là mấy sư trẻ trẻ này là mấy ông xuất gia rồi đấy. Thọ giới rồi đấy. Nhưng mà ông mặc quần áo như thế này thì ông đi ông làm từ thiện đấy. Nhưng ông xoa bóp xoa biết cho khỏe cho ông. Mà hơn nữa nếu như có thời gian mà xưa ông chịu khó đi bộ, cứ đi bộ cho con. Con không đi bộ thì làm sao mà có cái cơ này. Trước là khối này là nên có 200 bậc. Đi bộ mà đi một mình không nổi. Đúng rồi, không, bây giờ phải tập đã. Phải tập đấy. Bây giờ xưa ông có cái xe lăn rồi, cứ run đi đã. Run rất nhiều ngày đầu ngày bắt đầu đi bộ dần. Xong dần dần ông xưa ông bỏ cho con hai chó thì hàng ngày xưa ông không phải đi mua đồ cho nó nữa. Mà không phải nữa. Hai chó bây giờ cứ nói thẳng với nó luôn đi. Là thôi giờ nhân duyên như vậy. Ừ, tác ý nhắc nó. Người ta trả mày về với chủ cũ mày. Tôi sắp sửa để cho thầy gì đó. Giáo viên gì? Lo cơm tôi đó. Vâng. Đưa hết cho đấy, ông ấy có kiểu gì ông giữ một ông đưa vào trong cũi hay là ông sẽ mang đi nơi khác. Ông mang ra Khánh Hòa. Khánh Hòa cái chỗ 40 đứa cháu của anh trai ông làm chủ trì vậy đấy. Như vậy thì nó không về đấy được. Vâng, vậy cho đi trong này. Chưa ông mới lần lại rồi mới có người về là về để phục hồi cho ông cái đôi chân đấy. Mà bây giờ ông có máy rồi, máy móc rồi, ông rung chân rung tay người ta sang đây người ta cũng muốn để giúp cho sư ông. Ông cũng rất nể sư ông lắm đấy. Thì con bảo thôi ba cơm chịu khó xoa bóp cho ông sư ông đi. Chứ hai sư cô, ba sư cô dưới kia về 13, 14 bệnh sư ông thăm rồi. Mà họ đến đây thăm sư ông hai lần rồi. Người ta bảo tiếc quá, nếu mà thầy nói sư ông như kia rồi. Chân thầy đi hôm thân con đến mất được. Cho sư mà sư nói thôi để chờ qua. À, có tiền chuyến đi chuẩn tế gì á à chắc là làm chuẩn tế à cũng như là làm lễ tuổi thọ tôi đấy à cao thọ chúc thọ rồi cũng thấy tôi không có nuôi lợn gì và mệt lắm tôi thấy mệt đấy hàng ngày xưa ông cứ phải đi sớm ra kia xin đồ này đồ mặn đồ thịt cơ người ta bèo nhèo người ta bán người ta cho mấy người đi đường ông bảo này có sao này đến trà xưa ông bảo ôi xưa ông này bậc trên đấy nhân duyên đấy. Thế bảo ngày nào cũng đi ra mày lấy những cái đồ mà lấy về cho chó cho chứ mày. Mà xưa ăn chay thì mấy chục năm rồi, 6-70 năm rồi. Tôi mấy tuổi, 8 tuổi rồi mà, năm nay 87 rồi. Thế thì cố gắng con ước nguyện đến lâu lắm rồi làm sao được nó đến để cho có người nuôi cho. Cảm ơn quý đại đức nha. Vâng. Cảm ơn. Ở đây thì chúng con cũng muốn là để một chú ở đây. Hai chú ở đây nhưng mà cái chỗ trường hợp là xưa ông không muốn động vào người ta nhờ bàn giao hết cho người ta rồi bây giờ ở đây không có chỗ ở mà ở đây cũng ở đình chú con là ở đây nằm ở ngoài đây là bình thường các chú là bình thường nằm ở ghế ở ghế đây ngủ con nằm ghế bình thường đây nhưng quan trọng nhất là vào cái mấy chú của bên ông ngôn là ông không vui vẻ đấy nên khó vậy mà xưa ông bây giờ xưa ông cũng ở nhờ tôi cả xưa ông tới tôi không à xưa ông nhờ cho ổng làm gì làm nhà tôi chủ chùa đây mà. Nhưng mà phải gì ổng ổng cũng tôi cũng dường cho ổng là cái tất cả là không lấy được cái gì hết á
chỉ là ông làm cho tôi cái thóp mà sao tôi nghĩ tôi đâu có ở đâu, là một cái thóp thôi chứ tôi không có ly tiền ly bạc gì hết á. Thì tháp lên sau này mình không ở đó. Thôi sao tôi không ở đâu. Mình tháp ý này, mang chỗ khác không thiếu gì chỗ. Bỏ đi. Bác tự ổng làm á. Chứ tôi không đặc biệt, không thấy ông làm gì cũng làm à. Đấy thì ông giới luật này, ông ở lại thì bao nhiêu người nhìn thấy. Giờ cụ sống giới luật, bây giờ cụ cái giới luật nó nhiếp phục các pháp hết. Nó sẽ chinh phục hết tất cả những các pháp của thế gian này. Quỳ hàng cụ hết. Đây là từ chỗ ông Thông Lạc rục rã chúng con theo Thông Lạc mỗi người vào đây nhé. Là vì này sư ông đến với Thông Lạc rồi mà sư ông rất là khoái, rất là thích, rất là ưng ý cái pháp của Thông Lạc. Thì đây là con nghĩ nhân duyên là thầy cũng ước nguyện cho sư ông là bằng phương pháp đẩy bệnh bằng cái như ý ra đi, hai là cái giấy mật. Đấy bây giờ chúng con này cũng có đầy đủ lắm, tại sao phải đi ngày đi xin ăn xa như vậy, có ngày đi 5-6 cây số. Cái hôm mà thầy đi dỗ ông nội đấy, con ra tận đường mà kia con chưa cho người cúng dường được thầy. Hôm thầy đi đường đấy ăn chó thèo ra ngoài kia hơn 5 cây đấy, đi cái đường thẳng kia thì là 4 cây, nhưng đi vòng đường này nữa thêm cây nữa đấy. Gì vậy? Vâng, 5 cây mà chưa ai cúng dường đấy. Nhưng mà lúc sau đến Ngọc Hà đấy là thánh sứ ở Ngà nó cúng dường, và cúng dường một lúc là họ lại có đã đủ thức ăn này về thôi, nên đi xuống đấy đi về không phải đi 11-12 cây số đấy thầy. Vậy nhưng mà nó vậy ngày được ngày không chứ đâu có phải cứ ra ngõ mà có người cúng dường ngay đâu, có phải đâu. Nhưng mà cơ bản là con ước nguyện đấy là phải cho con đi ngày là 5-7 cây số đến 10 cây số thì con khỏe có không hả? Khỏe vâng, chứ không phải dễ đâu. Ngày xưa sư ông đi khất thực thì mấy chục năm rồi biết rồi. Đi 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 dốc mà ta tốn được có 3 trái chuối mình cũng ráng ăn rồi uống nước mà thầy bảo là con nó trộn đá vào cơm hả? Thầy kể con là nó trộn đá sẵn vào cơm đúng không? Nó trộn công giáo nó trộn bằng cá với cơm á, trộn vô rồi mình đố không có gì mà gì mình rửa, rửa 4-5 nước rồi mình phải ăn nó khổ hầu nó cá khổ. Này ta cho cá vào thì mất rồi hồi nó không phải giờ giờ này đâu, giờ này cơm nước đầy đủ đầy đủ hồi trước khổ rồi. Người ta thấy ăn. Bên ấy người ta loạn mà người ta cứ cho cá người ta trộn cho mình ăn, rồi về thì cơm không có thì ra chỉ cơm ăn nó bực mình lắm. Thì ông cha ông ăn sướng trộn cá nó bỏ cho mình là mình cũng cũng nhận lẽ thôi về rửa. Thì có ông chúa không thì ông ăn chay chứ ông còn ông thịt được. Chúa ăn chay chứ ông bảo là thức ăn của các con là cỏ cây mang hạt giống trong kinh Cựu Ước ấy, chứ ông có nói là ăn thịt đâu. Thức ăn của các con là cỏ cây hoa mang hạt giống trong kinh Ước ấy, mà cái ông là Nguyễn Văn Tường, cha Nguyễn Văn Tường ở Long An này, ông nói lên là bị phạt vạ truyền thông luôn, treo luôn, treo chén luôn. Thế mà sau 2 năm ông ung thư hay sao ông chết. Cái trung tâm từ thiện giờ vẫn đang chữa, con đến tận nơi mà ông ăn chay, mà con đến ăn một bữa ông phục phái vái đầu lại luôn. Năm kia đấy ông bảo là tôi ăn chay ra tốt nhất xã hội trong giáo rồi. Quy ngày uống thôi thôi thôi, con không uống nước nữa. Buổi chiều rồi mà chiều rồi. Xin lỗi nha. À, không sao được. Thôi thì mai đến sư ông vậy cứ ước nguyện là giới mặt cho sư ông thôi. Cố gắng đi, cố gắng lên đi, giải con chó này, sau đó cố gắng tập đi, tập đi. Sống đơn giản, từ từ cũng quý lắm. Sống đơn giản thì nhắc nhở từ từ cũng quý lắm. Chúng con là coi hiện con cháu người nhà thì mới dám đến đây chứ còn người ngoài đâu ai dám đến. Một Phật cảm ơn. Người nhà mới dám đến đây. Một kiếp nào mình không hiểu nhau thôi. Cũng quay cụ như là ông bà tổ tiên nhà mình mới ra đến để nói chuyện, mình mới chia sẻ. Quý là rất nhiều. Coi như là người nhà người thân quý thuộc. Mình làm từ cũng mừng lắm chứ. Làm nhắc nhở những cái tiếng nói có từ cũng quý lắm. Đấy, cái từ trường chúng con là tác ý là thúc giục cái lực đẩy bệnh cho ông sư ông. Vậy là con vẫn ở giống như địa, con vẫn sống bình thường ở ngoài trời, con ở ngoài trời mưa gió con mới may cho con chạy trong con chú. Còn ở địa bình thường thì con sống ngoài trời, sống nhà hoang giống thành thành của tác đạo. Thôi về công việc vậy thì cố gắng giải quyết những cái vấn đề gì mà ông ấy là ông vừa nói này. Chúng con xin phép để đi về cho các thầy. Vâng ạ. Con chào thầy sức khỏe nhé.